có cái rạn nứt. Tôi là người đàn ông thì đi ra ngoài thì đi xe, chạy xe thì nhiều khi cũng có nhiều cái nó bị say nắng ở ngoài. Các bạn là mình có lỗi trước phụ nữ á, ở nhà mà can đảm một chút, biết níu kéo, biết giữ hạnh phúc gia đình thì cũng không đến nỗi nào. Bởi vì tôi cũng có thể đến nỗi là quá trớn quá đáng. Một thời gian là bà xã ở nhà cũng có một người khác, người đàn ông thì mình có thể mình đi mình về được. Cái phụ nữ như vậy thì tôi sẽ cảm thấy là khó. Là có bao giờ anh tự bản thân anh nhận lỗi vợ anh trước? Bởi vì bây giờ anh ngồi anh nói với Tường thì anh nói là do lỗi anh trước. Nhưng mà nếu anh đi làm rồi anh về anh thương vợ thương con, anh lo anh yêu thương vợ con đúng mực, thì anh có nghĩ là nếu như vậy thì chị cũng không có cơ hội để ngoại tình? Tôi tên là Võ Văn Viết, tôi làm bên nhân viên vệ sĩ, quê ở Buôn Ma Thuột. Quê Buôn Ma Thuột, mình xuống đây lâu chưa? Tôi cũng được hơn tháng. Trước đây là chạy xe, chúng tuổi nó cũng hơi lớn chút, thì giờ mình cũng không muốn là đi trên đường nữa, cho nên muốn về kiếm công việc nó nhàn nhã một chút. Dạ. Xin lỗi, năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay 51. 51. Rồi, tới phiên chị, xin mời. Em xin chào chị Cát Tường, bạn trai bên kia trái tim và quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thừa, 41 tuổi, đến từ Phú Yên. Công việc của em là kinh doanh tự do, bên chi số, chị đại lý chi số. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì có tính tự lập cao, em có năng khiếu kinh doanh giỏi. Còn điểm yếu của em thì... không có điểm yếu gì hết. Em hay quên, ở rắn rít chị. Không, rắn rít thì ai cũng sợ, cái đó đâu phải gọi là điểm yếu. Thế còn tình trường? Em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì lúc đó là em do tập trung cho sự nghiệp đó chị, chưa có ý muốn lập gia đình nên là dẫn đến là chia tay. Còn mối tình thứ hai thì cái người bạn trai ấy muốn ổn định công việc ở quê nhà, còn em thì muốn sống và làm việc thành phố nên là dạ quan điểm bất đồng. Quen được bao lâu? Quen được 8 tháng chị. Còn cái mối tình đầu quen được bao lâu? 10 năm. 10 năm? Dạ. Ủa sao 10 năm mà chia tay em? Đó em tập trung vào sự nghiệp với chị nên chưa có nghĩ đến lập gia đình. Trời đất ơi, mà 10 năm em không có nuối tiếc gì hết trơn hả? Thường đàn ông ta chia tay phụ nữ chứ. Mình mà 10 năm mất 10 năm thanh xuân của mình mà mình chia tay cái rập luôn vậy đó hả? Dạ thì nói chung hồi đó em ở Phú Yên, hồi đó em làm việc ở đây. Nhưng mà thời gian thì em về Phú Yên, người đó ở đây mà. À. Cho nên nó xa rồi em tập trung vào. Rồi bị ngược quá vậy. Rồi tập cái mối tình thứ hai thì em là ở đây rồi người kia là ở quê. Dạ đúng rồi. Rồi. Lúc này cũng chắc trở chị. Lúc nào cũng chắc trở thiệt là éo le ghê. Tuổi này là người ta con cái nào không? Nhỏ hơn Tường có tuổi mà Tường con nay năm là con nay là năm nay 18 tuổi rồi. Rồi thế còn anh, tình trường của anh thì sao? 20 tuổi đã phải lấy vợ rồi. Hồi đó cái thời đó là đi làm công nhân ở trong Buôn Ma Thuột là vất vả lắm cô. Ham vui sớm đã vất vả còn ham vui sớm. 21 tuổi là đã có con rồi. Dạ. Vậy là giờ con lớn hết rồi anh hả? Mấy cháu? Được 3 cháu, hai thằng đầu bây giờ có vợ có con rồi. Sau thì nó học xong giờ đi làm rồi. Bây giờ chồng anh là chia tay bao lâu rồi? 3 năm rồi, năm 2017. Tính tôi thì nói thật cô là rất là sạch sẽ gọn gàng. Về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng là thích lắm. Thì nói chung là gia đình cũng có điều kiện. Trước từ năm 92-93 đó, bà xã thì có viên. Nên là tôi ở nhà thì tôi buôn bán. Chúng mình làm hồi thì hai bàn tay trắng làm lên. Tính khi mình làm được cái nhà, xây được cái nhà xong thì nói chung cũng cạn vốn. Mình cũng chưa có dư giả bao nhiêu. Mình bán hàng là không có kịp ăn cơm luôn. Hồi đó bán được lắm. Làm ăn không được rồi à, không được cái sao vợ chồng ly dị sao? Không chưa. Rồi xong không được cái là tôi nghỉ hết. Tôi dẹp hết xong rồi về mua xe ô tô chạy Sài Gòn, Buôn Ma Thuột. Chạy được thời gian hư lên hư xuống 6 tháng là mấy 4 lần đấy cơ. Cứ dần dần cái kinh tế của mình cứ thụt trần. Không làm xe tải nó quay sang làm xe ben. Làm xe ben để làm công trình. Làm công trình thì cũng không lấy được tiền. Có một ít tiền xong đi thế chấp cái nhà. Rồi anh vô cái mấu chốt vấn đề đây. Em đang chờ câu chuyện cái mấu chốt vấn đề là sao vợ chồng anh ly dị kìa. Ông ta đang nói quý vị bởi vì như vậy là bởi vì mấy chục năm rồi mà mới ly dị ngay đây thôi. Gần đây làm ăn không được nữa cả thì vợ chồng nó có cái rạn nứt. Tôi là người đàn ông thì đi ra ngoài thì đi xe, chạy xe thì nhiều khi cũng có nhiều cái nó cũng bị say nắng ở ngoài. Các bạn là mình có lỗi trước phụ nữ ở nhà mà can đảm một chút, biết níu kéo, biết giữ hạnh phúc gia đình thì cũng không đến nỗi nào. Bởi vì tôi cũng có thể đến nỗi là quá trớn quá đáng. Một thời gian là bà xã ở nhà cũng có một người khác, người đàn ông thì mình có thể mình đi mình về được. Cái phụ nữ như vậy thì tôi sẽ cảm thấy là khó. Là có bao giờ anh tự bản thân anh nhận lỗi vợ anh trước? Bởi vì bây giờ anh ngồi anh nói với Tường thì anh nói là do lỗi anh trước. Nhưng mà nếu anh đi làm rồi anh về anh thương vợ thương con, anh lo anh yêu thương vợ con đúng mực, thì anh có nghĩ là nếu như vậy thì chị cũng không có cơ hội để ngoại tình không? Nói chung là vợ chồng chưa bao giờ đánh nặng với nhau. Chỉ có khi mà ra chia tay là bây giờ sống được với nhau thì chia tay. Nói chung là cuộc sống vợ chồng thì nó cũng có lúc này lúc kia.
biết là em gái có cái cảm nhận như thế nào về cái chuyện hôn nhân của anh. Thì em thấy nó cũng hơi rắc rối chút xíu, rắc rối cái độ mà làm ăn á, ra ngoài làm ăn á, và tình cảm mà thấy người nào dễ mến người đó mà dễ chết ở chỗ đó chị. Đó mấy anh chạy xe tài xế rồi nó cũng hay dọc đường bồ bịch tùm lum luôn đúng không? Đúng rồi. Đó rồi gì nữa, nói luôn cho anh nghe để anh biết chứ, mình phải nói cái cảm nhận của mình cho anh biết. Em nghĩ thì cái chuyện hôn nhân mà đổ vỡ thì người ta rút có nhiều kinh nghiệm, không sao hết. Rồi vậy là tốt rồi. Chị chỉ sợ là em lo lắng, em e ngại hay là em thấy không công bằng với em thôi. Chứ còn nếu em thấy bình thường thì chị cũng thấy là hợp lý. Sau khi anh ly dị đến nay là 3 năm, anh có bao nhiêu người bạn gái nữa? Một người. Tôi thì tính tôi tin người lắm. Cũng làm được một cái nhà vừa vừa rồi, mua đất làm nhà vừa vừa rồi. Nghe cô ta nói ngon nói ngọt thế là cũng coi như sang kênh với cô ta luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ còn gì nữa đâu, sang cho cô này. Giờ em có nói ngon nói ngọt cũng không còn gì để sang cho em hết trơn nha cưng nha. Còn gì không anh? Còn mỗi xác. Còn mỗi xác à? Gì không? Trời ơi, số em nó đen quá vậy. Trời ơi, thương dễ sợ không? Quan trọng là mình cứ sống hết lòng. Ý tính của tôi là không bao giờ tôi lăng nhăng. Đã người nào là một người thôi chứ không lăng nhăng. Ví dụ hết này, người này mới tới người khác không, thôi. Không có kiểu đó đâu. Cái sống với mình là mình cứ thật lòng với một người đó, kể cả như thế nào cũng vậy thôi. Cuối cùng là anh sang tên nhà cho cô bộ đó xong rồi cô chia tay anh hả hay sao? Vâng. Trời đất ơi, sao mà đoán hậu dữ vậy trời. Thôi được rồi, câu chuyện tìm hiểu đời tư đến đây là chấm dứt. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần khác. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Là người bạn trai đó sống có trách nhiệm, điềm đạm chút xíu chị. Anh này thấy điềm đạm nó rất có trách nhiệm. Có nhiều của đưa cho bạn gái hết là thấy quá trách nhiệm rồi. Thấy vậy là ok rồi. Ok, bây giờ không còn gì cho em đâu. Còn cái xác thôi, sang cho em chịu không đâu nha. Rồi giờ coi mấy cái hình của em coi. Còn anh, mẫu người bạn gái của anh là người như thế nào? Cao 1m55 trở lên là được rồi. Có cái sống với nhau có, anh tìm có đi, người bạn gái ngồi bên kia là có trong đây nè. Anh có hình ảnh gì cho Tường coi không? Ủa sao để móng tay chi dài dữ vậy anh? Quen rồi. Trời ơi, thôi cắt đi, phụ nữ không ai thích móng tay dài đâu. Đó, nhìn đi. Thích anh nào? Anh này quá. Anh nào? Anh này chị, em dự đoán anh này. Mà có thích anh đó không? Nhìn cũng có hậu quá chị. Còn cái xác là có hậu rồi. Tìm ra được cổ chưa? Cho hai anh chị nhìn trực tiếp với nhau rồi so với trong hình coi có đúng như vậy hay không nha. Mở cửa trái tim. Đúng không anh? Đúng cái tấm đó không vậy? Chào anh. Có giống như sự tưởng tượng của em không? Đúng rồi, người này phải không? Đúng rồi, chứ là... còn gì nữa. Trời ơi, anh ơi, ga lăng xíu đi anh. Trời, anh còn có cái xác không mà anh còn không ga lăng chết em luôn á. Đi ra ngoài để thật cũng giao tiếp hơi bị kém chút trên... Em ở Phú Yên hả? Đúng rồi anh, em Phú Yên. Em ở huyện nào rồi đó? Em ở huyện Tây Hòa, em cách thành phố 3 cây. Tặng hoa trước đi anh, cho nó ga lăng xíu rồi mình nói chuyện sau. Không có gì, cũng vội vàng quá thì thôi tặng em bỏ hoa. Dạ, em cảm ơn tấm lòng của anh. Cặp người cái xứng đôi nè. Nhưng mà anh ngồi xuống đi và anh bị phạt nè. Anh đoán sai người. Bây giờ anh hát tặng cho cô ấy một bài hát đi, đó là phạt đó. Hát một khúc thôi nha. Rồi, mời anh. Dì Thanh ơi, Thi Hồng em gửi về ăn dối nhiều tha thiết. Anh chẳng ngại ngùng khi dùng bút cô đơn trả lời thơ. Còn đã ngơ ngác nghe tình say rào rạc như trời mơ ước mây núi giông phủ bến hẹn xa xưa. Thuyền đang ủ rũ để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, để nung nấu tình chung trong những đêm vắng thanh tàn. Trời ơi! Anh nhớ không quên dáng hình em bé nhỏ thiệt thà. Thôi được rồi, bây giờ vậy. Nghe vậy là nghe được cái hơi rồi ha. Đói bụng rồi anh hát không nổi. Mình là hẹn ăn trưa mà. Bây giờ mình vừa ăn trưa mình vừa trò chuyện với nhau. Rồi xin mời hai anh chị ha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức. Trời ơi, món ăn nhìn hấp dẫn quá. Đây là cái set First Love, bao gồm á là tàu hủ ki, gói chả cá thác lát, trụng gà rang muối, rồi cơm lá cẩm. Đó, xin mời hai anh chị cùng thưởng thức món ăn rất đặc biệt của nhà hàng. Chút xíu nữa ít phút các Tường sẽ quay lại nha.
Trời ơi, người ta gái chưa chồng đó, anh cố gắng lên. Anh mời em đi. Dạ dạ, em mời anh. Ở huyện nào ngoài đó? Tây Hòa. Tây Hòa. Ủa sao anh nhanh quên vậy? Mới đẹp nấu rồi mà. Cái đường đó anh cũng hồi trước còn chạy xe cũng hay đi đường đó biết. Hồi trước chạy xe giờ hồi sau thì sao? Tuy An xong rồi ra Tây Hòa phải không? Ở Tuy Hòa xem tới Tuy An chứ. Tính Nha Trang đi ra nghe. Nha Trang đi ra là thành phố Tây Hòa xong mới tới Tuy An. Tây Hòa là cái đường rẽ đi lên Trung Hinh rồi. Bắt đầu đứng lên Trung Hinh phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, anh. Dạ. Em hay lên trên Buôn Ma Thuột chơi không? Cũng ít lắm anh. Anh thì nói chung đi ra ngoài nhiều nhưng mà cái anh nói rồi, cái giao tiếp của anh nói chuyện anh kém lắm, không được như người ta. Dạ, mình không được, mình cố gắng làm cho được anh. Không được cái bao nhiêu năm rồi, đi buôn bán có rồi, rồi đi ra đường cũng nhiều rồi mà mình không ăn nói, không có khôn khéo, không có nhanh nhẹn được. Càng ngày mình rút kinh nghiệm càng nhiều lên chứ. Nhưng mà cái bản tính của mình vậy rồi, bây giờ mà khéo cũng được, mà nhiều người người ta có cái miệng ra ngoài người ta nói khéo là nhiều khi cũng được việc. Tập luyện cho nó dạng lên. Giờ là em ở trong này là tâm sự này thì được nhiều chứ anh? Cũng sơ sơ mới hỏi thăm gia đình. Anh có muốn tiến tới hôn nhân nữa hay không? Hay là anh chỉ muốn là có một người bạn ở bên cạnh mình thôi? Nhìn đi nhìn lại, con cái thì nó không bao giờ nó ở với mình được. Nó lớn lên, nó lấy vợ, lấy chồng thì nó có con nuôi con cái của nó. Mình có mà có bị nhức đầu sổ mụ gì cái mà một thân một mình ở xa, con cái thì ở xa thì nhiều khi mình cũng thấy tủi thân. Rất muốn là được có một người thấu hiểu cái tấm lòng của tôi. Nhưng mà có cưới không? Trời ơi, vấn đề mấu chốt là cưới hay là chỉ ở với nhau thôi? Tùy thuộc vào người nữ. Không có tùy thuộc được, người ta chưa chồng đương nhiên người ta phải muốn có đám cưới rồi. Thì nếu mà cưới thì cứ cưới thôi. Làm thì vô vấn đề là cưới hay không thôi. Anh lòng vòng làm ta hồi hộp, người ta muốn nghe cái câu chốt vấn đề. Đúng rồi, làm hồi hộp với anh ơi. Câu chốt cái vấn đề, tại vì rất nhiều người ta đâu có muốn cưới thì đâu. Bây giờ người ta ngán rồi. Để lâu hơn nữa người ta cũng qua cái tuổi sanh, ta cũng đâu sanh được nữa đâu. Bây giờ mời em bóc một lá bài đọc lớn lên cái yêu cầu trong này ha. Dạ. Bạn thích điểm nào ở đối phương nhất, vì sao? Rồi anh trả lời đi anh, cổ đọc đây, cô hỏi anh đó. Thích nhất là cái giọng nói thiện cảm. Không dạ. Có hoa mỹ, không có gọi là người nói thật tình. Rồi, tới phiên anh. Hãy bày tỏ tình cảm với người đối diện một cách thật lòng. Em cứ sao em cứ vậy thôi. Thấy anh là cũng một con người thật thà, hiền lành. Anh có cái khuyết điểm hay hơi rụt rè. Anh nói rồi, đi ra ngoài thì nói chung do cái đó mà mình là thua thiệt nhiều. Mình chưa hợp gu với nhau thì tự nhiên là nó hơi chậm chút. Nhưng mà khi mà đã hợp gu rồi thì lại cũng nói được, không đến nỗi nào. Mới còn lá, anh chưa có, máy anh chưa chạy. Cho anh thêm lá nữa cho máy anh chạy cơ. Bạn chăm sóc người yêu như thế nào? Nếu người ít thời gian gặp nhau. Nhắn tin gọi điện, nếu như mà khi đã yêu thương nhau thì một ngày chưa biết bao nhiêu cuộc. Hoặc là rảnh khi nào thì mình nhắn mình gọi khi đó thôi. Chứ cũng không cứ được là thế nào cả. Dễ chịu không? Được không? Được chị thì đi động viên tinh thần, lời hỏi thăm là giờ không có thời gian gặp mà. Đây, đây thật, nếu mà đã không yêu quý như một... Nếu mà đã yêu thương rồi một ngày tiếp theo, ví dụ như một người con gái mà nghe điện thoại hoặc điện thoại mới hơi bị mệt ấy. Vậy hả? Sao nghe điện thoại mệt anh? Không, là nhiều gọi nhiều. Là anh sẽ gọi nhiều. Nếu mà anh mà yêu thương em mà bạn gái của anh rồi, một ngày anh gọi em 80 cuộc là em sẽ mệt luôn á, em khỏi làm ăn luôn á, hiểu không? Hãy dự đoán đối phương có thích bạn không? Vì sao bạn cảm nhận như thế? Em đoán coi anh có thích em không? Tại sao em lại nghĩ như vậy? Em cái này thì sao em biết được, lòng anh thôi, anh tự trả lời không em đoán được. Cô này em nhìn cái giác quan thứ bảy thứ nhật của em xem thử thế nào. Dạ giác quan em dở lắm anh ơi. Là dở người ta mới ở mình tới giờ đó. Em dở mới biểu anh tự nói luôn, cho nên em đoán được em nói rồi. Bây giờ chẳng lẽ tự nhiên anh khai. Được đâu, sao đâu, này em yêu cầu anh mà. Đây là cái quan điểm của em cứ trả lời thật lòng, anh cũng nói thật lòng. Ví dụ như hỏi anh thì anh nói thật lòng. Dạ em không đoán được, em mới nhờ anh nói. Nhờ anh nói cho em hả? Dạ đúng rồi. Chắc không phải rồi. Nếu mà nhờ anh nói giải thích giải bày cho em. Vui là sao có tiền? Đâu thì ủa người ta nhờ anh thì anh giờ có anh, thì ví dụ bây giờ anh có làm hay không anh trả lời trực tiếp chứ cuộc nói chuyện với hai người anh xen vô tí. Nhưng mà anh mà nói thì không phải theo cái ý của em thì sao, cho em nói đi. Cái ý anh sao thì anh không, nói vậy đây thôi. Đây là hỏi em chứ mà hỏi anh thì em nói em không thể đoán được. Sơ sơ xem thử thế nào theo cái mắt quan sát của em.
Dạ, cái tâm dự đoán em dở anh nên em mới nhờ anh giải thích luôn. Tôi thấy hai người này kẻ tám cân người nói dạng mai dở hết trơn á. Rồi bây giờ á, bản thân anh cảm nhận về cô gái như thế nào? Cảm thấy có cảm tình, đồng cảm. Có một chút là coi như là mới gặp nhau được 5-10 phút nhưng mà tôi cảm thấy có một cái gì đó là nó cũng có một cái cảm tình với mình. Rồi, còn em muốn nói gì với anh? Em thì nói chung hôm nay đến chương trình thì mới có cơ hội gặp anh. Thì em qua cảm nhận của em thì em thấy anh thì cũng thật thà, hiền lành. Còn những cái khác nữa thì em cũng mới gặp nên em chưa có hiểu nhiều. Thì cái đó mình phải có thời gian dài để mình tìm hiểu sau. Anh xin lỗi một cái này nữa này. Là anh rất thích cái đẹp. Người phụ nữ là khi nào anh thích người phụ nữ mặc đẹp. Đấy, mình làm sao mình là chứ đi ra đường kể cả bây giờ nhà mình nhịn đói nhưng mà người phụ nữ của mình đi ra đường cứ phải đẹp. Vậy là bạn gái cũ anh đẹp lắm hả? Ừ, nói chung thì bây giờ như vậy cho nên phải khuyến khích động viên cái người mà mình mà gặp được thì phải. Anh chuyên môn không bao giờ trả lời đúng cái câu hỏi của người ta mà anh cứ đi lòng vòng em hỏi bạn gái cũ của anh đẹp lắm hả? Anh chỉ yes or no thôi. Đẹp lắm hả thì nói chung thì nó cũng vừa sử dụng thôi. Vừa sử dụng mà cuối cùng người ta sử dụng mất tiêu rồi, thấy không? Lòng vòng chi cho nó mệt nội mà anh lòng vòng là anh mất tiêu bộ rồi. Nói chung quy lại thì cũng vì vậy cho nên mình mới phải là phải đầu tư nhiều như vậy, cũng đơn giản. Rồi thôi được rồi, mời hai người đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ, nếu chúng ta cảm thấy đối phương là có thể thôi chứ mới mấy phút à, mình có sự rung động hoặc mình cảm nhận được à, có cảm xúc, có tình yêu với cái người này được thì lúc đó ta sẽ bấm nút. Nhắm mắt lại đi ạ. Suy nghĩ thật kỹ. Cảm nhận lại, nhớ lại câu chuyện từ nãy giờ chúng ta chia sẻ xem đây có phải là một nửa của mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ em là người kinh doanh. Em thích rất là một người dạng dĩ và nói năng nó lưu loát. Em cần một người hỗ trợ. Nhưng mà anh có điểm yếu, anh nói chuyện qua cái cách tiếp xúc xã giao của anh nó không có được dứt khoát nhanh lẹ. Rồi thôi, chị cũng đồng cảm với em. Tại sao một người phụ nữ nhanh nhẹn như vậy, thông minh dễ thương vậy anh lại không bấm nút? Hơi bị tự ti một chút với bản thân, cho nên là mình cảm thấy sợ là người ta buồn, cho nên là mình cũng thôi thì bây giờ không đâu anh. Thật ra trong cuộc sống tình yêu nó khó nói lắm, anh tự tin lên. Có thể ngày hôm nay cái nhân duyên này chưa tới với anh, nhưng mà sau này trong cái cuộc đời của anh nó cũng phải còn lại một khoảng thời gian, anh cũng phải tự tin lên chứ anh không như vậy được. Tại vì nếu mà mình cứ tự ti thì cơ hội nó sẽ không đến với mình. Anh nói bây giờ anh là tay trắng, anh không còn gì cả, nhưng thật ra anh còn kinh nghiệm sống, anh còn cả một cái quá trình của anh bao nhiêu năm anh tích lũy được rất là nhiều thứ. Cái kinh nghiệm sống không phải tiền bạc có thể mua được ha. Thôi thì Tường cũng chúc anh chị ha luôn được nhiều sức khỏe và hy vọng là một ngày gần đây nhất thì cái tình yêu đích thực, cái tình yêu mà hai anh chị đang chờ đợi, một nửa của mình thật sự sẽ đến. Chúc anh chị sẽ có nhiều thành công, có nhiều hạnh phúc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn hai anh chị đã tham gia chương trình nha.